Sáng nay, tại Đại học Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành công nghiệp chip bán dẫn từ các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Tham dự hội thảo có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Về phía lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng, Nguyễn Văn Quảng. Hội thảo có sự tham gia của đại diện gần 40 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Đây là những cơ sở đào tạo có quy mô lớn, có các ngành đào tạo phù hợp, ngành gần với chuyên ngành thiết kế chip bán dẫn. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định, từ khi quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ được thiết lập vào tháng 9 năm 2023 vừa qua, những cơ hội lớn trong hợp tác phát triển các lĩnh vực công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, công nghệ năng lượng mới đã được mở ra. Nhưng thực tế triển khai lại đang đứng trước thách thức rất lớn do sự thiếu hụt nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng. Thực hiện chủ trương của Chính phủ, sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng kế hoạch hành động trong toàn ngành để thúc đẩy triển khai đào tạo, gia tăng nhanh số lượng và chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn, nhất là kỹ sư thiết kế vi mạch. Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định, hội thảo là sự kiện quan trọng đối với sự định hướng phát triển ngành công nghiệp mới của cả nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng. Nhận định thành phố Đà Nẵng có một nền tảng, điều kiện rất thuận lợi trong phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhất là trong ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn. Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai xây dựng đề án phát triển chip bán dẫn và vi mạch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thành lập tổ công tác và tư vấn liên ngành với sự tham gia của các sở ngành và một số chuyên gia để tham mưu xây dựng đề án và các nội dung liên quan, đồng thời nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn trên địa bàn thành phố. Đà Nẵng đã chủ động và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực chip bán dẫn và ngành công nghệ nói chung để đến thành phố hoạt động dưới nhiều mô hình, hình thức khác nhau. Để chúng tôi sẽ có một số các cái cơ chế tạo các cái điều kiện để thu hút cái nhân lực vào học trong các cái ngành này. Trong đó chúng tôi sẵn sàng có các cái cơ chế về học bổng và hoặc là các cái cơ chế cho vay. Các cơ sở đào tạo của thành phố cũng như là các doanh nghiệp và các chuyên gia thì rất quan tâm đến cái câu chuyện là chúng ta phải có cái việc đào tạo cấp tốc, tức là khi mà các cái sinh viên mà tốt nghiệp các cái chuyên ngành gần với lại cái lĩnh vực này thì có thể đào tạo trong vòng 6 tháng đến 1 năm là có thể đáp ứng được các cái yêu cầu. Hội thảo là dịp để các đại học cùng chia sẻ định hướng, tiềm năng, thế mạnh và những hạn chế tồn tại của môi trường trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về chip bán dẫn, đồng thời thể hiện sự quyết tâm hợp tác, tiên phong đi đầu, cùng nhau hành động và chia sẻ nguồn lực để nâng cao hiệu quả đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực vi mạch, bán dẫn, góp phần phát triển ngành công nghiệp chiến lược đầy tiềm năng của Việt Nam.